Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian qua, huyện Sa Thầy đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con phân loại rác và tập kết rác thải đúng nơi quy định. Đặc biệt, tại các xã vùng ven, công tác thu gom rác thải sinh hoạt đã được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy là đơn vị được Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy đặt hàng thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, vỉa hè, nạo vét cống rãnh và phát quang các tuyến đường huyện. Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được trung tâm thực hiện trên địa bàn thị trấn Sa Thầy và 4 xã là Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn và Gia Xia. Khối lượng thu gom trung bình hàng ngày khoảng 9 tấn rác. Đối với khu vực thị trấn, hiện nay đơn vị này đang triển khai thu gom rác thải sinh hoạt chủ yếu ở 34 trục đường chính với tổng chiều dài khoảng 34 km. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trung tâm đã tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Song song với đó, việc thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện 2 ngày một lần. Lần 1 vào lúc 17 giờ đến 20 giờ. Lần 2 được thực hiện từ 4 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Rác thải sinh hoạt sau khi thu gom tại các hộ gia đình được đưa về các điểm tập kết rác, sau đó dùng xe chuyên dụng cuốn ép rác cùng các phương tiện hỗ trợ khác thực hiện công tác thu gom. Chúng từ khi có cái đội thu rác thì vệ sinh sạch sẽ mà không có ô nhiễm môi trường. Trước kia chưa có thì hay người dân hay vứt bãi bã rồi đấy. Đối với đền tôi thì 5 giờ là tôi đem ra rồi bỏ vào thùng rồi bên đội ngũ như bên môi trường người ta họ đi xử lý. Về vấn đề về rác thải sinh hoạt này nữa là thấy các cô làm rất là nhiệt tình. Sáng thì hàng ngày thì các cô cũng dọn rác cũng sạch sẽ. Còn đối với hộ gia đình của chúng tôi thì tối thì tầm cỡ 7-8 giờ đó gom rác thải bỏ ra ngoài, rồi các cô là sáng sớm là cô thu dọn sạch sẽ hết. Ngày xưa thì rác thải đa phần người dân cũng chưa có ý thức gì mấy, người ta cũng hay bỏ không có tập kết một chỗ hoặc là vứt vừa bãi đấy. Hiện tại bây giờ thì thấy theo chủ trương của nhà nước thì thấy cũng dọn dẹp, cũng bỏ gọn gàng, tập trung cho các cô các chú có bên môi trường người ta làm cho sạch sẽ thôi. Tôi làm cái tuyến đường của tôi á, thì tôi thấy ý thức của người dân cũng được. Tốt vì người ta cứ để trong cái thùng xốp hay người ta làm xong người ta treo vô bao là mình đến mình gom thôi. Nhưng mà cũng có một số hộ người ta không có đem ra đúng cái giờ quy định của mình. Như là giả sử như mình đi gom xong rồi thì người ta lại mới ném ra thì trong khi đó nó không có đúng chỗ mình bỏ rác, là nhiều khi là con chó con mèo nó cũng tha ra, cho nên là bắt buộc là chị em mà sáng nào cũng phải đi tua lại cái tuyến đường mình làm. Công tác thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Sa Thầy đã được huyện triển khai nhiều năm nay, đi vào ổn định. Còn tại các xã khu vực nông thôn chỉ mới thực hiện khoảng 3 năm trở lại đây. Hình thức thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt được thực hiện 2 lần một tuần. Việc thu gom được thực hiện theo mô hình bỏ rác tiện lợi, thu rác văn minh. Đây là phương án mà Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy đã và đang đặt ra khi triển khai lắp đặt thùng rác công cộng tại các điểm cố định trong khu dân cư ở một số xã. Đơn cử, tại xã Sa Sơn, bắt đầu từ năm 2019, địa phương này đã ký kết với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Thùng rác di động được đặt ngay các trục đường chính giúp người dân thuận tiện khi bỏ rác. Cũng nhờ đó mà việc vệ sinh, giữ gìn môi trường được cải thiện đáng kể, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt. Bên công ích cũng thu gom là một tuần 3 lần. Đấy, và là cứ sáng sớm là bên xe của công ích của môi trường của huyện là cũng đi thu gom rác thải. Nên là từ đó giờ không có gây đến là ô nhiễm môi trường, rồi bên rác thải của nó không có bừa bãi như trước nữa. Bây giờ nó thấy từ trước từ trên xuống dưới là đa số là sạch sẽ các cái bể bóng, nên là thôn cũng đi tuyên truyền vận động với lại các bên khối mặt trận đoàn thể của thôn ấy, nói họp chi bộ cũng là quán triệt nên bà con nhân dân cũng nhận thức được, nên bà con là trong cái ý thức là cũng rất cao.
về cái vệ sinh môi trường. Để việc thu gom, vận chuyển rác thải đạt hiệu quả, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, cùng với nỗ lực của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị, rất cần sự hưởng ứng và đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, Trung tâm cùng với chính quyền địa phương đã có sự phối hợp tuyên truyền, vận động bà con bỏ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định. Từ cái đợt mà thu gom rác thải của công ích môi trường á, thì bà con nhân dân cũng đem ra thùng rác và bỏ, và cũng là thùng rác đây bà con cũng là bỏ vào trong bao để cùng với lại cái thùng rác thôn là một tháng thông báo và tuyên truyền cho bà con nhân dân biết, cũng là bà con cũng tham gia hưởng ứng là tích cực, cũng không có gì phản đối, nên là bà con nó là hưởng ứng 100%, nên bà con là cái xử lý rác thải và các cái bị bóng á, là bây giờ cái thùng rác, có cái thùng rác từ khi có thùng rác này là các cái đường xá mới lại xung quanh là nhà ở của các cái hộ dân đó là đều là sạch sẽ, là không cứ như trước này nữa. Trước này nó chưa có thì là bà con cứ là hay còn để vứt lung tung đó, nên là không có được thường xuyên là nó hay vứt xuống cái chỗ bờ cầu bờ suối mới là các cái nơi gọi là vứt, thích vứt chỗ nào thì vứt. Đó là có bà con nhân dân từ khi bây giờ là có cái thùng rác mà thôn cũng tuyên truyền, xã cũng tuyên truyền, nên bà con bây giờ là có ý thức là tham gia là cái rác thải vệ sinh môi trường. Hoạt động thu gom ở trên địa bàn thị trấn thì được chúng tôi duy trì thường xuyên hàng ngày. Công tác thu gom thủ công được công nhân thu gom từ 5 giờ chiều đến khoảng 8 giờ tối và lặp lại vào sáng hôm sau là từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Còn đối với các xã thì duy trì được tần suất thu gom là từ 2 đến 3 lần trên tuần. Việc thu gom thì tập trung ở những điểm tập trung được đặt thùng rác và các vị trí tập kết rác. Hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi thường xuyên quán triệt cán bộ công nhân viên phải nâng cao trách nhiệm trong quá trình hoạt động, đồng thời là thường xuyên giám sát kiểm tra cái việc thực hiện của công nhân. Thứ hai là chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên là tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Thứ ba là chúng tôi là sắp xếp bố trí công nhân là một cách hợp lý để bố trí hợp lý để thuận lợi nhất trong công tác thu gom và để bảo vệ môi trường. Thứ tư là chúng tôi luôn là kịp thời xử lý những thông tin phản ánh của người dân về công tác thu gom vệ sinh môi trường trên địa bàn để làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Thời gian vừa qua thì công tác ngoài những mặt đã đạt được thì công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, nhất là một số người dân ý thức chưa cao, chưa chấp hành những cái thời gian bỏ rác, và thứ hai là vẫn vứt rác bừa bãi. Thứ hai là hiện nay là trung tâm chỉ có một xe thu gom vận chuyển rác hoạt động từ năm 2005 đến nay, thì qua gần 20 năm hoạt động thì xe đã xuống cấp và thường xuyên hư hỏng, nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận chuyển rác trên địa bàn. Thứ ba là ở một số xã thì hiện nay là mật độ dân cư là thưa thớt, việc thu gom thì cũng gặp nhiều khó khăn. Đến nay có 4 trên 10 xã ký kết với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Toàn huyện có 4 trên 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó có tiêu chí môi trường. So với trước, công tác thu gom, xử lý rác thải nông thôn tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay là chúng tôi chỉ có một xe ép rác hoạt động từ năm 2005 đến giờ, và với cái tần suất, cái phạm vi hoạt động cũng rất là rộng, gồm thị trấn Sa Thầy và 4 xã nữa, nên mới duy trì được hoạt động thường xuyên thu gom rác hàng ngày ở khu vực thị trấn Sa Thầy. Còn riêng ở địa bàn các xã là chỉ tần suất chỉ được 2 đến 3 lần. Định hướng sắp tới của chúng tôi thì là nếu khắc phục được khó khăn về cái xe thì chúng tôi sẽ nâng tần suất thu gom lên 3 đến 4 lần trên tuần trong điều kiện của chúng tôi. Còn đối với rác thì cái lượng rác mà tồn dư đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với xã là tuyên truyền vận động người dân là trong quá trình thu gom rác là mình vào cái thời điểm, từng thời điểm một là trước thời điểm mà chúng tôi đi thu gom thì bà con mang rác ra ngoài, tôi sẽ thu gom triệt để, không để tình trạng mà rác thải bốc mùi hôi thối.
ngoài 4 xã và 1 thị trấn đã thực hiện ký kết với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy, một số xã còn lại cũng có mong muốn ký kết thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay, trung tâm chỉ có một xe thu gom, vận chuyển rác, nên phương án mở rộng địa bàn thu gom tại các xã vùng ven gặp nhiều khó khăn.